Rồi, tiếp nha các bạn. Thì trong cái phần chuyên đề Time Block á, thì cái phần này mình sẽ đi hướng dẫn các bạn bố trí vô cái khung bản vẽ của rồi. Cái phần tới bài cái video chéo đợt trước á, video đợt trước là mình mới có dục thảy vô những cái sheet này thôi. Thì bây giờ mình sẽ dàn trang đó, mình sẽ trình bày nó. Rồi bạn vô phần tổng thể đó. Mình sẽ tắt tắt thằng này đi. Tổng thể lúc này ok, các bạn thấy là khi mình vô những cái sheet nè thì cái phần những cái thanh công cụ architect nè, sketch nè, những cái phần đó thì nó bị gì, nó bị ẩn đi hết ha. Các bạn muốn nó hiện lên để mình chỉnh sửa, các bạn chỉ bấm đúp nó vô thôi thì những cái thanh công cụ này nó sẽ hiển thị lên ha, thoát ra ngoài. Thoát ngoài thì những cái thằng này nó sẽ bị ẩn, các bạn lưu ý gì đó. Và đối với những cái phần các bạn thấy ở đây là mình để là mặt cái nem á, mặt bằng tổng thể này đúng không, nó nằm ở bên đây trong cái thằng sheet này, mặt bằng tổng thể này. Thì những cái thằng này trong cái thanh công cụ, trong cái thanh công cụ là red gauger, đây mặt bằng tổng thể, nhưng trong cái phần này, phần sheet á, thì hoàn toàn mình đặt tên được, đặt tên là được. Hay những mặt tổng thể các bạn bấm vô nha, các bạn bấm vô thì trong đây nè, ở đây view name là mặt bằng tổng thể là tên này, còn này là title on sheet, là có nghĩa là cái tên ở trong cái sheet thì mình có thể đặt lại. Ví dụ mình để đây là các bạn đặt lại mặt bằng tổng thể này chẳng hạn, đặt lại mặt bằng tổng thể này chẳng hạn. Nếu mình apply thì này nó chạy theo, nhưng đối với cái phần trong cái thanh red cursor thì hoàn toàn nó không thay đổi gì hết. Đây, mặt bằng tổng thể nó vẫn mặt bằng tổng thể thôi. Đây, mặt bằng tổng thể nó vẫn tổng thể, nhưng trong cái phần gì, trong cái sheet này của mình nó thay đổi ha. Cái này mình bỏ đi, up lại, mình có thể hiệu chỉnh lại, còn trên Z là bằng thể này mình có thể là in ra được rồi. Thì này mình để vậy đi, rồi qua mặt bằng định vị công trình có thử Clo nó, những cái sổ này mặt bằng định vị thì mình hiệu chỉnh lại một tí cho nó vừa không. Giờ làm sao, cái thằng này các bạn bấm đúp vô ảnh cho nó hiện này lên đây, mình đã cướp nó rồi đúng không, ảnh nó đi. Thì ở đây cái xích xanh này mình có thể kéo về đây, kéo về đây nắm này, kéo về. Nó kéo ra chừng nào thấy cái đường màu xanh để cho hai cái nó giống bằng nhau thì các bạn buông nó ra. Kéo ngoài đường rồi đi, đường này phải kéo ngắn ra, tại đó mà mỏng thể mình cái đường đi mình cũng không cần nhiều đường đi. Nắm này điều chỉnh lên sao cho nó ngay vậy đó, à, bây giờ mình sẽ đi những nét đêm tổng thôi. Đêm thứ nhất đêm chụp mà đêm chụp đưa này về là cái đêm đêm khác đêm chụp này. Dòng nước nét đêm tổng thôi, bên đây cũng vậy, mặt nét đêm nước đêm tổng. Đối với mặt bằng tổng thể thì những cái đêm mình cũng không cần nhiều. Chuột phải đi tách phim thoát không à, cái này xích lên cái chính giữa khung bản vẽ của mình, chỉnh cái chữ này. Các bạn có thể dời cái chuột này nè, dời cái chuột xích vô, bấm vô nó kéo đi, mình xích xích lên, bấm chuột này kéo chuột xích lên, chụp phải không ạ?
Rồi, ok, đẹp ngay. Còn bạn thấy cái thằng mặt bằng định vị công trình cái chỗ này, cái chữ nó đã chèn xuống cái phần ở dưới đây rồi, phần mã số dự án rồi, thì các bạn có thể đặt lại cái tên. Các bạn thấy mặt bằng định vị công trình mình chuột phải vô đây, mình ghi nem lại. Ví dụ mặt bằng định vị công trình mình để mặt bằng mình viết tắt thôi, mình để là MB. Ok, đó, thì lúc này nó sẽ vừa vô thôi. Nếu viết cái thằng này mình cũng phải làm sao, cái thằng này mình cũng phải chỉnh sửa nó lại. Thì các bạn có thể tích vô đây nè, cái chỗ nè, cái chỗ này nha, mặt bằng định vị công trình mình có thể sửa chỗ này, mình để là mặt bằng định vị công trình. Đó, ok, lại nè, view thai các bạn, mặt bằng định vị công trình, apply. Hai block nè, chỗ này hoặc các bạn có thể sửa tên cũng được, mặt bằng định vị công trình vô đây rồi nhé, apply đó. Kéo lại xích lại cho nó đẹp, trình bày sao cho nó đẹp bản vẽ của mình. Như cái phần này hiển thị chi tiết mình chưa bật lên thì các bạn bật lên thôi. Đây nè, bật hiển thị lên, apply đó. Nó hiển thị chi tiết thì bật lên thôi. Muốn tắt cái gì hay muốn mở cái gì tùy mình khống chế trong bản này. Rồi sau mặt bằng tổng thể mặt định vị công trình rồi thì mình sẽ qua phần tường xây. Mặt bằng tường xây mình có lô những cửa sổ kia đây. Mặt bằng tường xây. Rồi bấm nút vô nó, kéo này ra, cái xích sần này phải kéo ra ngoài, ra ngoài cái đầu trục này, ngoài đầu trục này. Có thể mình sẽ đưa nó xuống tí xíu, chọn nó, chọn nó. Thì trong đây mình sẽ làm gì, mình sẽ tag, mình sẽ đặt tên những cái phòng này nè, tag room nè, đúng không, và những cái phần tường xây tag room bằng vô architect nè, ở đây là room nè, các bạn đặt vô đó, ở đây một cái phòng gì đúng không, đặt tên phòng là phòng gì thôi, đây phòng gì nè. Rồi các bạn cứ đặt đi, chút xíu mình điều chỉnh nó sao, đây phòng gì, đây phòng gì, đây là phòng gì. Và khu vực chỗ này, khu vực chỗ này mình sẽ ngăn lại cái bếp, mình chỉ ra sao nó bằng ăn bếp bằng ăn từ đây đến đây. Thì các bạn vô gum nè, space texture gì nè, rồi các bạn vẽ ở đây một cái đường line, vẽ đường line từ đây kéo đến đây và bạn ngăn nó lại. Ok, SC ra gum lại thì lúc này nó chỉ đến đây thôi, gum này đúng không, thì trong khu vực này thôi. Rồi mình sẽ đặt đây một cái gum ở phía trước đây, gum này. Lúc này mình cũng khống chế gì, khống chế cái chỗ này lại, các bạn là vô room space. Lúc này mình sẽ vẽ ở đây một cái đường line từ đây qua đây. À, lại đầu tới đó giữ Ctrl S lại, vô architect, vô gum đứng tường thôi chứ. Rồi như gom đặt ở đây. Rồi vậy mình đặt tên nó thôi. Ở chỗ này nè, các bạn thấy nó thuộc là gì? Nó thuộc gom tác nè, em gom tác nè. Thì mình sẽ edit nó lại.
Thì trong đây các bạn muốn hiển thị cái gì thì cho nó hiển thị thôi. Ở đây thứ nhất là serial number là cái số này. Và cái tên nó, ví dụ mình sẽ cho vô show area là cái diện tích của nó. Các bạn apply đó, thì lúc này nó sẽ hiển thị diện tích lên. Nhưng đối với gum này mình chỉ cần thứ nhất là cái tên cái gum này, thứ hai là cái diện tích thôi, thì mình sẽ hiệu chỉnh cái family lại, mình sẽ edit family nữa. Cái tên mình không cần, mình xóa bỏ đúng không? Kéo này lên coi thử cái volume là cái volume, cái thể tích mình không cần, thể tích phòng này mình không cần, mình xóa bỏ. Kéo này lên đây. Mình chỉ cần bao nhiêu vậy thôi. Giờ cái gum này mình sẽ chọn cái kiểu chữ, mình sẽ edit nó lại. Edit double cây đó. Mình để này là 3 là 2 mm thôi. 2 mm. Ok. Giờ mình chọn sửa này là 2. Còn phần này width factor là mình chọn là cái kiểu chữ là 0.8 thôi. Apply. Rồi các bạn chọn mắt chớp, chọn nó, chọn này. Thì mình sẽ xếp nó lại, xếp đặt nó đâu thì mình sẽ đặt trong cái phần đây thôi, family này. Thằng này mình để là tag gum, mình bỏ trong cái thằng này luôn đi, em tag gum này. Em tag gum mình đặt đây là em tag gum HD. Ok, thì có gì mình sẽ lót ra thôi. Phần này kéo xích lên, lót vô đó. Thì lúc này các bạn thấy nè, trong những cái thằng này chọn nó lại, bấm đúp nó vô nha, chọn nó, mình sẽ chọn là tác trên hướng dẫn. Edit đó. Lúc nào mình muốn hiển thị mình sẽ bỏ cái thằng sao gum number, tách bỏ này đi. Apply. Ok, mắt chớp MA, chọn nó, chọn mấy này, rồi mình sẽ đặt cái tên nó lại. Cái thằng này là bấm đúp vô các bạn, để đây là phòng thờ, phòng thờ, chỗ này là phòng ngủ master. Ở đây là WC, WC 1. Đây để là phòng khách. Chỗ này phòng bếp cộng ăn. Chỗ này để là phòng ngủ ha. Phòng ngủ. Chỗ này phòng ngủ với giữa con chẳng hạn. Chỗ này giả sử mình đặt đây là phòng khách. Phòng ngủ của khách. Còn này WC2. Cái này chỉ kiểu chữ này các bạn muốn đậm hay là nó nhạt lên tùy mình thôi. Phòng thờ nè, trong cái thằng này á mình sẽ điều chỉnh nó gì đây. Đây thôi. Tùy mình thôi, muốn nó đâu tùy mình. Ví dụ ở đây đi thì cái phòng thờ này mình sẽ dời xích qua đó. Đừng có cho nó trùng các bạn. WC1 cái chỗ nó mét vuông này, mình sẽ hiển thị này cho nó, mình bỏ xích ở đây để không trùng với những cái đường đêm này đó. Đường đêm mình có thể mình kéo xuống cũng được, kéo xuống, hoặc có thể các bạn cho nó cao này, tùy mình thôi. Điều chỉnh hay là đi 1 đi 2. Đi
cộng ăn mình dài nó gì đây, ví dụ những cái thằng này mình muốn nó đậm lên mình hiệu chỉnh nó lại thôi, edit nè, đậm á thì cái bon nè, các bạn tích cho bon thôi, ok lót lại. Ôi, đó, chữ nó đậm lên thôi. Gì đây? Rồi thứ hai là mình làm gì? Ở đây mình sẽ đánh code cao độ cho những cái phòng này, còn phòng ngủ này nè, nó để đây. Nó giờ này sẽ lên. Mình trình bày sao cho các bạn vẽ mình nó đẹp thôi. Còn phần này nó hai chậu hoa phía trước nữa đúng không? Mình sẽ cho nó âm xuống. View gain. Xuống tới không thôi, mình sẽ cho này âm 750. Cho tới sân không? Line, tự động nó ra thôi. Ok. Rồi, các bạn muốn đánh code đó, các bạn vô đây. Architect nè. Nếu mà loạn, Annotate nè. Spot Elevation nè. Các bạn bấm vô đây. Đặt vô, bấm một cái nữa. Ok. Có thể vậy đúng không? Hoặc các bạn là bấm vô đây. Bạn tích hai hai lần ra nè, các bạn bấm vô nha. Spot Elevation nè, các bạn tích vô đây cho mình. Đó, các bạn kéo ra. Đó, tích một cái nữa. Vậy thôi. Tùy thôi. Tùy mình muốn cái Elevation nó như thế nào thôi. Đó, các bạn tích 20 cái thì tự động nó ra thôi, thì cái phần elevation này thì nó sẽ nằm ở dưới cái là những cái đường nó sẽ nằm ở dưới cái test nha các bạn. Đó, ở đây một cái elevation lệnh tắt là gì các bạn, đây là lệnh tắt nó là l đây đây tùy mình hiệu chỉnh thôi. Tiếp L đặt ở đây. Đặt ở đây. Đặt ở đây. À, ví dụ cái phần này nè, mặt cắt này mình không không muốn cắt đây, mình muốn cắt qua cái phòng ngủ master chẳng hạn. Những cái đường này nè, các bạn chỉnh sao cho nó ấy thôi. Mặt cắt này các bạn muốn đặt ở đâu? Một cái là cắt dọc theo công trình nè, một cái là mặt cắt ngang. Mình chỉnh như đây. Rồi, xong các bạn bấm chuột phải đi tích view ra. Đó. Cái thằng này cái mặt cắt này nó lấn lên cái giấy cái bản vẽ của mình, thì các bạn kéo nó xuống, bấm vô, nằm nó kéo xuống.
chọn nó vào xịt đây để tránh cái gì, tránh cái phần trục của mình. Nên, đó thì các bạn có thể dời dời như quá. Những phần test này không nhất thiết là phải chính giữa đâu. Nó dời quá. Đẹp ngay. Những này, chọn này. Dời xích qua. Lên. Rồi, chụp phải. Đi tắt kia. Rồi, xong tường xây nha các bạn. Qua bằng máy. Đối với phần mái nè, mình sẽ add cho nó một cái view template. Add cho nó. À, mình sẽ chọn nó là gì? Architect tại lý do cái phần mái tường xây á, mình không có sử dụng cái view template chung. Tại tường xây mình ở trên nhìn xuống, còn mình khống chế cái tường xây, ví dụ tầng 1, tầng 2, tầng 3 đi, còn cái mái á, mình nhìn xuống quá thì nó sẽ nhìn tuốt ở dưới rồi. Mình có thể đặt hai cái thằng này, hai cái view template khác nhau cũng được. Này là để là mặt bằng mái, tùy mình thôi. Hoặc các bạn không đặt view template của này cũng được, chọn này gì phải nô. Rồi trong cái bảng VG nè, vô anh thay nè, mình không muốn hiển thị những ghép len thì các bạn ẩn những ghép len này đi, ghép len đi. Thậm chí mình sẽ sao ẩn những cái mặt cắt này cũng được. Nhưng trong phần này các bạn thấy ở đây cái máy này mình sẽ còn một cái máy gì máy chéo này xuống nữa đúng không, nó không hiển thị thì mình sẽ chỉnh cái phần chỉnh màu và chỉnh cái view gain xuống. View gain này mình sẽ cho nó âm xuống một cái 8 thử coi. Apply, ok. Đó, apply, ok. Rồi đó, với máy thì mình cũng không có cần nhiều nhiều cái thước đi, chỉ còn hai cái thước đi, khoảng cả hai thước đi mà đủ rồi. Rồi kéo kéo ra ngoài, kéo này ra. Giờ đi đêm đó. Thứ nhất là mình sẽ đi gì? Cái máy này nè, đúng không? Có thể mình tắt cái máy mà. Đây nè, gạch đoạn 800 nè, ngay sóng máy nè, ngay này. Cái sóng máy nằm đây. Kéo ra. Rồi một cái máy là cái máy này của mình. Này 800 nè, cái sóng máy nằm nằm ngay đây. Sóng máy nằm nằm ngay đây. Chục này, ở đây 800. Giờ nét đêm đêm tổng đó, xong cái thằng này thôi. Tiếp theo cái máy này ở đây, cái đây 800 nè, cái sóng máy nằm chỗ này, tới đây, ở đây. Máy này về đây, về cái máy này. Đây đây. Đây ra đây 800 nè. Mình thấy chỗ này mình có thể đi đi cái máy cái này, cái sóng cái này, cái sóng máy đây. Cái phòng ở dưới các bạn, cái chỗ này nó có thể mình đi lên đây. Đây. Yeah.
một cái đêm mình đêm tổng trục ở đây chẳng hạn. Rồi cái chỗ này ra đây 800 nè, so với cái trục này đây đây cái sóng máy này đây đây cái đây 800, một cái là điểm tổng nữa là được đủ rồi. Những mặt cắt này bấm vô nó kéo dài xuống kia đi tiếp video thoát ngoài kéo xích lên rồi kéo cái nem này lên chọn này kéo này về rồi các bạn thấy ở đây nó có ra những cái khung crop nè, khung crop nè các bạn bấm đúp vô nha, bấm đúp vô các bạn chọn vô group này cho mình kéo này nè, mình sẽ chọn group lại vô đây đi, đến đây đến đây đến đây, cái khóa này khóa cơ bản nhưng mình dạ mình hướng dẫn này tương đối là kỹ rồi đó. Ok đi tắt view ra ngoài. Rồi xong máy ha bạn, rồi qua thằng nội thất 26 qua. À, mình sẽ giới hạn này lại đi, có thể là nội thất nè, nội thất lát sàn mình làm một clip, một clip tiếp theo nữa mình nói về cái mặt mặt cắt và mặt đứng, clip này mình sẽ dựng lại từ đây.